Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam. Đây mình đang có Oppo Reno và hôm nay thì mình có đi ra ngoài và làm một buổi phỏng vấn với các anh chị bên mảng high end. Và mình sẽ dùng chiếc Oppo này coi như một thử thách cho nó để xem rằng là với cái nhịp độ dùng của mình, một người để 4G thường xuyên và cũng như là check Facebook rồi check YouTube các thứ rồi chơi game giải trí vào những thời gian rảnh, và pin của chiếc Oppo Reno này cùng con chip Snapdragon 710 thì nó sẽ phục vụ được cho mình nhu cầu là như thế nào và có tốt trong vòng một ngày hay không nhá. Đầu tiên thì mình sẽ phải tìm chỉ đường tới địa chỉ mà mình sẽ phỏng vấn trước. Hiện tại thì mình vẫn có wifi ở nhà, nhưng mà tất nhiên tí nữa khi mà đi ra đường thì mình sẽ chỉ có wifi để dùng mà thôi. Xô viết nghệ tĩnh. Ra đường mới đeo ra wifi. 4G. Sorry các bạn, tí ra đường mình chỉ có 4G mà thôi. Xô viết nghệ tĩnh tức là chúng ta sẽ phải đi qua ngã tư Hàng Xanh, rồi tới đây gần như là cuối đường xô viết nghệ tĩnh giao với bên kia gần cầu Thị Nghè. Ok, mình đã nắm được địa chỉ và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi. Hiện tại thì mình đã đến điểm hẹn để quay, thế nhưng mà nhân vật chính thì chúng ta vẫn đang bận ở bên ngoài, vẫn chưa tới kịp. Nên là mình sẽ sử dụng Oppo Reno để chơi một số trận game. Trong thời gian chờ đợi chắc chỉ khoảng tầm 20 phút thôi thì có lẽ là mình sẽ vào trong cái tựa game PUBG Mobile, một trong tựa game mà mình khá là hay chơi. Thì với chiếc máy này, những bạn đã biết chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 710, vẫn khá đủ để chúng bạn có thể chơi những cái tựa game kiểu rất là quốc dân, Liên Quân Mobile, PUBG Mobile. Và hôm qua mình đã chiến thử một hai trận thì thấy nó cũng khá là ổn, bởi vì là thực chất thì con chip Snapdragon 710 nó là giống như kiểu là một cái phiên bản hạ xung từ con chip Snapdragon 835. Nó vẫn mang cho các bạn một cái GPU đủ ổn để có thể là nâng cái độ phân giải, chất lượng hình ảnh của cái tựa game này lên mức cao. Và bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn xem một số setting mà chúng ta có thể đạt được ở trong tựa game PUBG Mobile này. Nhưng mà tất nhiên thì đây cũng sẽ chỉ là một số cái show nhẹ thôi, còn cụ thể về đánh giá hiệu năng của nó thì mình sẽ có những video riêng để có thể là đánh giá kỹ hơn đến cho các bạn. Bây giờ thì mời bạn cameraman đưa máy lại gần đây. Và đây thì mình đang ở trong tựa game PUBG Mobile, mình sẽ show đến cho các bạn một số cái thiết lập đồ họa. Thì hiện tại mình đang để đồ họa mượt và cái tốc độ hình ở cực cao, bởi vì là mình là người đi theo cái chủ nghĩa về độ mượt mà. Thế nên là mình cứ FPS để được cao nhất là như thế nào mình sẽ set up. Còn nếu anh em nào mà muốn chi tiết hình ảnh tốt hơn thì có thể là đặt lên HD và cái FPS chúng ta sẽ để ở cao, thì cái FPS tối đa nó có thể đạt được là 30. Còn với để mượt và cực cao thì nó sẽ lên được khoảng tầm 45 cho tới 50. Và cụ thể cái FPS như nào thì các bạn cứ chờ cái video test hiệu năng đi. Mình sẽ show FPS ở trên đây bằng cái phần mềm Game Tool để cho các bạn có một cái nhìn nó khách quan nhất, trực quan nhất. Bây giờ thì chúng ta đang là 10:11 và pin hiện tại thì đang là bao nhiêu phần trăm? Nó không hiện ở đây. Chúng ta sẽ có là 93% pin. Mình sẽ chơi thử một trận để xem là đến lúc kết thúc trận đấu thì nó sẽ là vào lúc bao nhiêu giờ và sẽ còn bao nhiêu phần trăm pin. Đây, 93% pin nó hiện ở ngay đây, nhưng một phần nó bị chèn, nó bị đè lên nhau nên mình không thể nào mà nhìn thấy được. Thằng máy này, thằng bot này. Ôi, tôi chết rồi. Chết tôi rồi. Vâng, và các bạn đã thấy sau một pha tưởng bot thì mình đã hy sinh, không thể nào mà cựa quậy được. Bây giờ thì chúng ta đang 10:29 và mức pin còn bao nhiêu đây? 88%. Đây, mức pin vừa tụt xuống còn 87%. Bây giờ là 10:30, tức là chúng ta đã chơi game khoảng tầm 20 phút thì nó mất khoảng tầm 6-7% pin. Thế đây là một mức tụt pin mình thấy quá ổn luôn, bởi vì là mình sử dụng 4G để chơi chứ không phải sử dụng wifi. Đây, đây mình sẽ thoát ra để cho các bạn có thể nhìn rõ nhất. Đây, đây mình đang dùng kết nối 4G để chơi, thấy không? Anh bỏ rồi, thấy được, nhìn thấy 4G lên nét vào. Bởi vì mình đang sử dụng một kết nối 4G để chơi chứ không phải wifi. Và bây giờ thì mình sẽ nhét máy vào để chuẩn bị phỏng vấn. Hiện tại thì là 12:21 trưa, mình đang ở văn phòng của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam để chiều nay mới bắt đầu đi quay phỏng vấn tiếp.
Thì trong cái lúc sáng nay quay phỏng vấn mình cũng ngồi check Facebook các thứ, sử dụng kết nối 4G chủ yếu thì bây giờ còn khoảng tầm là 74%. Thì cái lúc mà mình chơi cái game PUBG Mobile xong thì nó còn khoảng 87%. Thì cái mức tốn pin này thấy cũng khá là ổn, bởi vì đây mình sẽ show cho các bạn một chút về pin. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở bên trong cái phần mức sử dụng này, hôm nay thì PUBG Mobile chiếm hầu hết là phần lớn này, sau đó là tới Facebook là mình dùng nhiều này, sau đó tới YouTube thì khoảng tầm 3%, bởi vì mình chỉ check để trả lời comment mà thôi. Messenger thì cũng dùng để gọi liên lạc số người, máy ảnh thì cũng dùng để selfie một số tấm, như ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem một số tấm ảnh mình selfie trên máy này. Nói chung là mình nhìn thì nó vẫn ra khuôn mặt của mình đó, vẫn ra khuôn mặt của mình nhưng mà nó đẹp hơn thông thường thôi, da trắng các thứ, hồng hào. Bây giờ thì tất nhiên khi mà lên văn phòng như này thì anh em trên văn phòng chơi khá nhiều tựa game Liên Quân thì cũng phải lấy máy ra để chơi thôi. Mình vẫn sẽ chỉ sử dụng cái kết nối là 4G, bởi vì là hôm nay thì mình sẽ test theo cái kiểu mà một ngày đi ra ngoài chứ không sử dụng một tí gì đến wifi nữa, chỉ dùng duy nhất là wifi cái lúc mà mình kiếm chỉ đường ở nhà thôi. Nên bây giờ mình sẽ dùng 4G để chơi tiếp. Thì tất nhiên với một cái tựa game nó nhẹ như game Liên Quân ấy thì cái chiếc máy này sẽ thừa sức để cho chúng ta có thể là mở lên được max setting cũng như là 60fps. Như vậy là mình đã kết thúc trận đấu sau 14 phút chiến đấu và pin của chúng ta tụt từ 74% xuống 69%, tức là khoảng tầm 5% trong một trận đấu dùng kết nối 4G. Cũng ổn. Và bây giờ thì chắc là mình phải đi ăn, sau đó mới có thể là đi quay tiếp để xem rằng là cái chiếc máy này còn trụ được tới bao nhiêu. Xem là đến chiều tối hay là đến tận tối. Okay, tiếp sau giờ nghỉ trưa thì bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục đi phỏng vấn một anh ở bên đường Điện Biên Phủ. Và video này thì được quay bằng camera trước của chiếc Oppo Reno phiên bản bình thường. Phiên bản thường. Và một hai hôm nữa thì mình sẽ có phiên bản người ta gọi là full option với zoom quang 10x, và chúng ta sẽ có Snapdragon 855, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ sau. Nhưng mà wow, các bạn thấy không, quay video lên mặt mình này nó khác hẳn với việc là quay bằng máy ảnh, nó nhẵn hơn, nó bịn hơn và nó đẹp hơn. Thôi nói chung là không lộn xộn nữa, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi. Dịch kinh doanh âm nhạc thì cho phép truyền phát nhạc đến các cái thiết bị loa di động có tích hợp cái tính năng đó. Bên ông thì họ có cái hiệu, họ cũng cho phép truyền những cái tín hiệu, những cái dữ liệu âm nhạc đó về loa của họ, nghe đi chép những cái file nhạc số. Bây giờ thì Spotify hay Tidal hoặc là... Bây giờ là khoảng tầm hơn 8 giờ tối, 8 rưỡi tối, và mình đang đi ra ngoài đi chơi, đi ăn. Và mình cũng tiện tay thì lấy Oppo Reno ra để thử cho anh em về khả năng chống rung trên camera 48 megapixel của nó. Wow, các bạn có thể thấy rằng là khả năng ổn định hình ảnh quá là ngon. Có thể nhìn rõ biển số xe máy của em gái kia, em gái đi quay zoom quang 2x. Và chúng ta sẽ... Ủa, sao em không vòng ở cái ngõ dưới kia? Ok, và bây giờ đã là cuối ngày, mình đã đi ăn về, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại thời lượng pin, cái dung lượng pin còn lại trên chiếc Oppo Reno. Thì ở đây mình đang có là 28%, và phải nói ngày hôm nay là một ngày mình sử dụng rất là kết hợp, hỗn hợp rất nhiều ứng dụng, và mình sẽ show đến cho các bạn về cái biểu đồ pin. Rất tiếc là bên trong đây thì sẽ không có biểu đồ pin như những chiếc máy Android khác, mà chúng ta sẽ chỉ xem được cái mức sử dụng pin của từng ứng dụng mà thôi. Ví dụ như ở đây thì mình có PUBG Mobile này, Facebook này, Messenger, Liên Quân, YouTube, máy ảnh, bản đồ, và nói chung là mình sử dụng rất là hỗn hợp trên chiếc máy này. Và các bạn có thể thấy rằng là khi mà mình sử dụng xong bất kỳ một app nào, mình không hề tắt đa nhiệm mà mình vẫn để nguyên ở đây. Mình check địa điểm ăn bún đậu Ngọc Hà này, hay là mình tin nhắn này, bản đồ, danh bạ, rồi tất cả các thứ trên đời dưới bể. Nói chung là mình không tắt bất kỳ một ứng dụng nào, hay ngay cả cái ứng dụng xem ảnh để mình đọc những cái câu hỏi phỏng vấn buổi chiều nay, mình vẫn để nguyên. Thì các bạn có thể thấy rằng là cái chiếc Oppo Reno này với quả pin là 3765 mAh, nó có thể thừa sức đáp ứng cho các bạn nhu cầu sử dụng trong vòng một ngày. Và trên đó là video thử thách một ngày ra ngoài sử dụng 4G với pin của Oppo Reno. Các bạn thấy sao về thời lượng pin của sản phẩm này? Xin một comment để lại ý kiến các bạn ở phía dưới phần bình luận của video. Và đừng quên, nếu như anh em nào có chạy bo thì add nick của mình vào, chúng ta sẽ cùng nhau chạy bo nhá.
hãy để lại một subscribe để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong nhiều video lần sau.